Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người trở lại kênh của chúng mình. Hôm nay tiếp tục nói về Vincenzo tập 17. Trong tập trước chúng ta đã nói đến Myung-hee do Jun-woo dối sai người đi giết mẹ của Vincenzo, nên Vincenzo đã phản một đòn lớn đánh đến nhà Jun-woo, bắn chết tên hung thủ trước mặt của những kẻ xấu. Sau đó, Vincenzo cầm súng dí vào từng tên làm cho cả đám NG sợ chết khiếp đứng đơ không dám di chuyển. Trước mối thù giết mẹ, thì nén sự tức giận, Vincenzo điên cuồng bắn phá xung xanh, nhưng thâm tâm mách bảo anh ấy sẽ không nên cho những kẻ giết mẹ chết dễ dàng thế được. Như vậy thì quá hời cho bọn họ, phải để bọn họ nếm mùi sỉ nhục còn khổ hơn cả cái chết và phải chết trong đau đớn. Thật sự rất khó chịu khi phải về tay không, nên Vincenzo đã cảnh cáo từng người. Anh ấy bắt đầu với Jun-woo, bắt vào tay hắn ta coi như cảnh cáo 4NG bọn họ. Đừng đụng vào tôi, nếu không hậu quả không gánh được đâu. Cha Yang đứng trước cửa với đôi mắt đỏ hoe, Vincenzo nhìn trên NG mẹ mình được phủ bằng tấm vải trắng. Cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc lớn, gọi hai tiếng mama, nhưng đáng tiếc mẹ anh ta không còn có thể nghe thấy được nữa. Vincenzo mới gặp mẹ nhưng lại mang cái chết đến cho mẹ mình. Nếu như hai mẹ con không gặp lại nhau, chắc mẹ tôi đã sống lâu hơn một chút. Cha Yang đã phản bác anh ấy. Dù thời gian giữa hai mẹ con anh ấy ngắn ngủi, nhưng đối với mẹ anh ấy đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Vincenzo không kìm được nước mắt, anh ấy bắt đầu nhớ mẹ của mình rồi. Cha Yang ở bên cạnh anh ủi anh ấy. Chiếc khăn mà mẹ để lại đang ở trong tay Vincenzo, ngoài ra vẫn còn một bức thư, nhưng tất cả vẫn là mụn mà. Vincenzo là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời bà, là sự niềm hy vọng duy nhất của bà ấy. Bà ấy rất xin lỗi vì đã khoa học thể ở bên cạnh con trai mãi mãi. Nhìn những dòng thư của mẹ, Vincenzo nín lặng mà khóc. Anh ấy nằm trên giường, những kỷ niệm trong quá khứ cứ thế hiện lên. Dù thời gian bên mẹ ngắn ngủi nhưng là kỷ niệm quý giá nhất hai mẹ con cùng nhau trải qua. Ngày hôm sau, Vincenzo nhận được khẩu súng từ hội trưởng Choi. Anh ấy sẽ chính thức đối đầu với Jun-woo. Những người dân tập trung cửa văn phòng luật sư muốn an ủi Vincenzo, muốn giúp anh ấy một tay đánh bại bà bèo. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người là gia đình của Vincenzo. Bà chủ bán đồ ăn nhanh ân cần nắm tay anh ấy. Vincenzo vô cùng cảm động. Còn Jun-woo thì được điều trị ở bệnh viện hợp lý, là chút giận lên người y tá, nổi điên lên cho chủ tịch Giang một cú tát. Anh ta vô cùng tức giận, không thể khống chế. Anh ta thậm chí còn ra lệnh cho Myung-hee giết Vincenzo bằng mọi cách. Không cần biết phải tốn bao nhiêu, anh ta chỉ có một mục đích là khiến Vincenzo chết trong đau đớn. Myung-hee đã chấp nhận. Vào ngày đấu thầu tháp Babel, Jun-woo mặc bộ đồ mình thích và nhận được cuộc gọi của Vincenzo. Anh ấy muốn Jun-woo phải nếm mùi thất bại nhục nhã, phải lùi một bước để tiến hai bước. Thế là kế hoạch của Vincenzo bắt đầu. Anh ấy quyết định sẽ phá hủy tháp Babel. Theo lệnh của anh ấy, nhân viên hỗ trợ đưa người dân trong Vyomga Plaza đi mua đồng phục, trang bị quần áo thành hai nhóm người tham gia buổi hội nghị đăng ký tháp Babel. Vào lúc này, đã có nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao tập trung tại đây. Người dân Vyomga Plaza giả làm vệ sĩ và nhân viên theo dõi xung quanh. Vincenzo đã gọi để một chiếc bánh vào sảnh. Buổi lễ đăng ký bắt đầu, tất cả mọi người đều tích cực tham gia chọn mua tầng mình thích. Các cơ quan cấp cao là người mua nhiều nhất, chọn những căn siêu cấp và view đẹp nhất. Sau khi thắng thầu cần ký cam kết sau này trong tương lai phải đóng góp cho Babel, mà Vincenzo và cha Yang từ một phòng khác theo dõi mọi hoạt động diễn ra trong đó. Khi thời điểm ký kết vừa có hiệu lực thì kẻ bị mua chuộc giết cha Yang bước vào, làm loạn cả hội trường. Ông ta gắn bom lên người vào trong bánh. Mọi người không ai dám hành động, hấp tấp làm theo yêu cầu của ông ta. Trước đó, khi người đàn ông này gắn thuốc nổ lên người, Vincenzo đã nói với đối phương muốn ông ta kéo dài hành động, không cần ngăn cản nhân viên tại đó kiểm tra ra phát hiện bom giả. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ông ta và những kẻ khác sẽ có thể được trả lại tự do. Người đàn ông bắt đầu diễn, nói lên ý định của mình. Bắt tất cả mọi người phải tiêu hủy toàn bộ giấy đăng ký mua tháp Babel và quỳ xuống thề rằng sẽ cắt đứt quan hệ với Jun-woo. Myung-hee hỏi liệu ba quả bom trên người đàn ông có thật sự là hàng thật hay không. Để chứng minh những gì mình nói là thật, người đàn ông nói với tất cả bọn họ, sau 5 giây nữa tất cả bom trong mô hình tháp Babel sẽ phát nổ. Nhưng anh ta không ngờ rằng chính quả bom trên người mình đã nổ trước và nổ bay anh ta. Ngay từ lúc đầu, Vincenzo đã lên kế hoạch thủ tiêu anh ta, vì dù gì chính anh ta cũng là người giết luật sư Hong. Anh ấy đã quan sát tình hình ở hiện trường, chờ đến đúng thời điểm là nhấn nút cho nổ. Mấy người ở đó sợ chết khiếp muốn chạy nhưng cửa đã bị khóa. Những nhân viên bị mua chuộc đứng ngoài cửa ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này, giáo viên piano đang vào vai một kỹ sư giả giọng của Vincenzo, giữ tin nhắn cho ban giám đốc điều hành, báo rằng bom trong bánh kem chuẩn bị sắp nổ. Và anh ấy có lòng nhắc nhở bọn họ, buổi tiệc hôm nay đã được ghi hình lại, chỉ còn một con đường sống, là nhanh chóng lấy bản cam kết của mình nhai nuốt vào bụng, đồng thời tự báo cáo chức vị của ở đơn vị sẽ được rời khỏi đó. Các cấp cao bắt đầu hành động, tranh tìm bản cam kết xe nó cho vào miệng, quỳ xuống và hét lớn chức vị của mình và thế không bao giờ giao dịch gì với Babel nữa. Một khung cảnh hết sức hỗn loạn, Jun-woo ra sức ngăn cản hành động của tất cả bọn họ. Nhưng mạng sống là trên hết, chẳng có ai làm theo lời anh ta nói, vì dù gì Vincenzo đang nắm bằng chứng ăn hối lộ của bọn họ. Và anh ấy đã giữ lời hứa cuối cùng, chỉ còn lại bộ tứ xấu xa. Trên sảnh đồng hồ đã dừng đếm ngược một cú nổ nhưng chỉ có nước phun ra từ chiếc bánh. Tại sao kế hoạch này lại thành công như vậy? Tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Jang Hansel ở phía sau. Cậu ta đã nói với Vincenzo về buổi đăng ký. Khi hai người chơi khúc côn cầu trên sân băng không khí hài hòa tốt đẹp,
Chủ tịch Giang thậm chí còn không cẩn thận ngã vào vòng tay của Vincenzo. Lúc đầu còn có một số va chạm nhỏ ngại ngùng, Giang Hansel sau đó ngay lập tức biến thành một fan bố ý nhỏ của Vincenzo. Sau khi kế hoạch đầu tiên thành công, cư dân Gianga Plaza bắt đầu cuộc chiến thứ hai. Bọn họ đem video đe dọa các quan chức cấp cao, yêu cầu để bọn họ mua những căn hộ đó. Phải rút khỏi dự án phát triển gần Gianga Plaza và cho tăng cường tuần tra xung quanh, quyên góp những khoản hối lộ vào một tổ chức từ thiện. Sau khi sẵn sàng, mọi người xếp hàng quay trở lại quảng trường Gianga. Rất nhanh, Jun U đã nhận được tài liệu từ các cơ quan cấp cao, yêu cầu xem lại giấy phép xây dựng của tháp Babel. Jun U đang phải nghĩ cách đối phó với nó, anh ta bắt đầu chơi bài tình cảm. Nói về mẹ của chủ tịch Giang trước khi bà qua đời, bảo anh ta phải chăm sóc anh trai thật tốt. Nhìn qua có vẻ chủ tịch Giang đã cảm động, nên Jun U mài sắc khi còn nóng. Anh ta nói muốn bàn giao công ty con của Babel cho chủ tịch Giang. Chủ tịch Giang mừng vui vỡ òa, cảm ơn Jun U. Khi tất cả các quan chức cấp cao đều quay lưng, đại diện Han nghĩ cách khác để giành lấy quan hệ chính trị. Lần này anh ta nhắm vào nghị sĩ đang tham gia bầu cử được giới thiệu từ các tiền bối, cũng sử dụng hồ sơ đoạn đầu đài làm mồi nhử và thành công trong cuộc gặp với nghị sĩ Park. Trước đây ông ta từng gặp cấp dưới của anh ta biết được kho chứa vàng và hồ sơ đoạn đầu đài và Vincenzo hiện đang nắm giữ mọi thứ, nên nghị sĩ cũng đang nghĩ cách đối phó. Rốt cuộc thì nó có liên quan gì đến anh ta? Cùng lúc đó, điều mà trợ lý của công ty luật đã tìm thấy sau khi phân tích hồ sơ đoạn đầu đài. Từ khóa nhiều nhất trong tài liệu là về bất động sản, xác hơn là IUDC, nó có nghĩa là sự phát triển của thị trường máy móc đổi mới đang mở ra. Nhóm này chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp bất động sản đô thị. Các nhân sự liên quan bao gồm các thành viên Babel và IUDC đã hợp tác từ lâu, sẽ nhận tin trước và mua đất chờ đợi giá cao rồi bán ra để kiếm lời. Và một trong số đó, nghị sĩ Park cũng đang gián tiếp mua đất. Vốn ban đầu Vincenzo chỉ tính điều tra tập đoàn Babel, không ngờ lại phát hiện ra một bất ngờ khác. Và một tên khác cũng liên quan đến cái chết của luật sư Hong, sau khi nhìn thấy đồng đội bị nổ bom chết cực kỳ sợ hãi tìm đến xin lỗi Myung Hee vì sự phản bội trước đây và hy vọng cô ta có thể cứu mình, nhưng Myung Hee là một người ngoan độc, tên ngốc cuối cùng bị đánh đến chết. Chỉ trong một vài ngày, Jun U đã tập hợp được các quan chức cấp cao trong buổi đăng ký, cam đoan với bọn họ: đừng lo lắng, mọi vấn đề đều đã được giải quyết, tháp Babel sẽ hoàn thiện đúng tiến độ và đưa vàng hối lộ. Các quan chức cấp cao thấy vàng là sáng mắt, Vincenzo chưa bao giờ nhàn rỗi. Trước đó, anh ấy đã nói trước cho đội trưởng các tài liệu hồ sơ đoạn đầu đài đang nằm trong tay anh ấy, bí mật này không được để lộ cho người khác. Trước khi gửi hồ sơ, bọn họ sẽ dùng bằng chứng này để trừng phạt những kẻ xấu. Đội trưởng không nghi ngờ gì về Vincenzo, hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của anh ấy. Anh ấy quay về sở báo cáo với sở trưởng là kho lưu trữ của hồ sơ đoạn đầu đài đang ở hầm của quảng trường Gianga và chỉ có Vincenzo mới biết cách lấy ra được. Sau khi sở trưởng phát hiện, liền dựa theo đó thâm nhập vào tập đoàn Babel với tư cách là người dẫn đầu để tìm điểm yếu về việc hối lộ cục trưởng. Một trong số họ đã bí mật quay video sau đó để đảm bảo không nhắm vào Babel và nghị sĩ Park hợp lực chống lại Vincenzo. Giám đốc tìm một trợ lý đặt bên cạnh nghị sĩ tranh cử, thông qua anh ta biết được mọi việc. Vincenzo đang nắm trong tay rất nhiều bí mật của người Ý, bằng chứng về việc qua lại bất hợp pháp với các chính trị gia Hàn Quốc. Một khi anh ấy gặp chuyện không may, các bằng chứng sẽ được đăng lên các web đen tấn công trực tiếp vào các chính trị gia, nói lên dù thế nào thì cũng không được làm bị thương Vincenzo. Ông ta nói với Jun U không được động tới Vincenzo, vì nếu không nó sẽ gây ra các vấn đề quốc tế. Jun U lập tức không hài lòng và nói không thích người khác xen vào chuyện của mình. Ông ta khuyên anh ta nên dừng tay. Anh vốn có thể bỏ qua việc này vì sự khoan dung của nghị sĩ Park, nhưng Jun U lại không biết trời cao đất dày. Chủ tịch Giang và đại diện Han cùng ăn mừng có một tương lai mới sáng lạng. Đại diện Han tiết lộ, anh ta đã biện ra tội lỗi của Vincenzo với gia tộc mafia ở Ý. Interpol trong vòng 24 giờ sẽ đến đây và bắt Vincenzo trở về Ý. Sau khi Vincenzo rời đi, bọn họ sẽ lại phá hủy quảng trường Gianga và lấy hồ sơ đoạn đầu đài ra. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Chủ tịch Giang không thể không khen ngợi sự thông minh của đại diện Han, thậm chí có một chút tự mãn ảo tưởng khi đánh bại Jun U quá sớm. Chủ tịch Giang đã hẹn gặp Vincenzo, thông báo một tin khẩn cấp khi hai người gặp nhau trên sân khúc côn cầu. Chủ tịch Giang cứ chạy vòng quanh Vincenzo, sau đó cuối cùng chĩa súng vào Vincenzo, nhưng không ngờ Vincenzo đã đoán trước được nước đi của anh ta, trở thành người chĩa súng trước vào chủ tịch Giang. Hai NG đối mặt chĩa súng vào nhau. Cảnh sát quốc tế bất ngờ đột nhập trong lúc Vincenzo đang phân tâm, chủ tịch Giang đã nổ súng bắn Vincenzo. Vincenzo nằm trong vũng máu. Được rồi, đến đây thôi. Nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tập phim tiếp theo nhé. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.